Alo, tôi nghe nè. Hả? Mua vô ô với sữa tươi hả? Cái gì? Mì gói cũng hết luôn rồi hả? Mua trứng gà với lại trái cây nữa gì? Tôi nhớ rồi. Vậy thôi nha. Trời ơi, 500 ngàn. Mình sống cho qua mùa lũ đi trời. Tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền xăng, tiền sữa cho cô Bo. Trời, có một đống tiền luôn. Mình còn có 500 ngàn à. Kiếm đâu ra tiền cho đủ bây giờ ta? Tiền cát xê á, chỉ được lãnh sau khi mà diễn xong thôi cô à. Dạ em cũng biết, nhưng mà tại vì em đang có chuyện rất cần á, có thể nào anh Du Di ứng trước cho em được không anh? Không có được, đó là nguyên tắc rồi, không có thể thay đổi. Nè anh. Cái gì nữa? Khoan đã, vậy cho em hỏi chừng nào em mới được lãnh hả? Chắc đầu tháng sau á. Mà cô nhớ tới lãnh nha, nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân nữa đó. Tôi đi à. Dạ. Mình đã mượn Diệu Hiền nhiều lắm rồi, bây giờ mà mượn nữa thì kỳ lắm. Không được, từ ngày mai á, mình sẽ mang đồ ăn trưa theo, ăn sáng tại nhà, không đi đâu chơi hết. Hy vọng là đừng có ai rủ mình đi chơi nha trời. Ê, Kim Chi. Ủa? Kim Chi? Ủa, là anh hả? Ừ dạ, anh nè. Em, sẵn đây á, lên xe đi ăn với anh nha. Thôi, em mệt lắm, em muốn về nhà nghỉ. Ê, suy nghĩ gì kỳ cục. Mệt rồi phải đi ăn rồi mới có sức rồi bồi bổ lại để ngày mai còn đi làm tiếp nữa, hiểu không? Đi, leo lên xe. Thôi đi, em không muốn ăn đâu. Anh biết cái nhà hàng này nè, nó bán cua ngon lắm. Cua còn tươi lắm, còn bò nhúc kìa nè, ngon lắm, đi. Lâu quá rồi, mình không có được ăn cua. Không được, cua mắc lắm. Ăn cua xong còn uống cà phê đồ, không mời lại người ta thì kỳ quá. Ôi, suy nghĩ gì nữa, đi, leo lên xe đi anh nè. Thôi đi, em ghét cua lắm, em không muốn ăn cua đâu. Hả? Ghét cái gì mà ghét? Mệt ghê vậy đó. Đây. Hả? Lên đây. Đây, mời em bước lên xe. Nhưng mà không có nhân nhượng gì hết, ngồi ở đây nha. Bước lên, không có được đi đâu. Tại chả ép mình đi ăn chứ bộ. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Dù sao á, cũng được ăn ngon miễn phí. Em nói là thôi rồi mà, trời cái gì? Ôm chặt vô, đi ăn nha. Đi. Kim Chi. Dạ. Uống gì gọi đi. Dạ thôi, hồi nãy anh mới vừa bao em đi ăn cua. Em ăn no quá cho nên là giờ không uống được nữa. Ê, khùng quá à. Chính vì ăn no quá thì bây giờ mình mới uống á. Lúc nãy ăn cua đúng không? Bây giờ mình uống vô cho nó tiêu con cua luôn. Tiêu mất con cua luôn. Ủa gì trời đất. Ê, mệt quá à. Đây, anh thấy ở cái quán này có món này là ngon nhất nè. Cappuccino nha. Ok, cappuccino. Nha. Em, cho anh 2 phần cappuccino. Tính tiền. Kim Chi, đi đâu vậy? Em ra bàn rồi đợi anh nha.
À, Kim Chi. Dạ. Mình đi ăn kem nữa nha. Hả? À, không, ý em là anh mới vừa ăn cua xong rồi uống nước mà giờ còn ăn kem nữa. Bộ anh không no hả? Bình thường thôi, có gì đâu. Thì anh nói em nghe nè, ăn cua xong rồi uống nước, uống nước thì mình phải ăn kem. Nha, đi ăn kem đi. Ngon em ha. Con Hương nó ăn đúng đã luôn á. Anh ơi, em gọi tính tiền nãy giờ rồi, xong tính mà em đi. Dạ, có liền. Ừ. 137 ngàn anh. 137 ngàn chị. Diệu Hiền hả? Diệu Hiền, bà gọi tôi nói chuyện gì không? Bao nhiêu vậy anh? Dạ 137 á. Xong rồi thôi nha. Alo, anh nghe nè. Biết rồi, mai gặp là tính luôn nha. Ừ. Dạ 137 ngàn. Rồi. Biết rồi mà. Gọi lại hả Diệu Hiền, có chuyện gì không? Hả, sao? Trong này tôi nghe không rõ, để tôi ra ngoài tôi nghe điện thoại bà nha. Xin lỗi anh. Sao nói đi nè. Cằn nhằn qua đánh nó rồi, ngày mai gặp anh giải quyết luôn. Bao nhiêu vậy anh? 137 ngàn. Đi gì hả? Dạ. Hay thiệt chứ. Nể luôn á. Anh. Hả? Anh đi đâu nữa vậy? Thì vô siêu thị mua ít đồ đi. Chi vậy? Mua đồ để tủ lạnh. Nhưng mà đi. Sao anh mua nhiều vậy? Ừ, anh mua để bỏ tủ lạnh xài luôn mà. Alo. Ừ, anh nghe nè. Hên quá, không phải mua cho mình. Dạ, của anh chị là 379 ngàn ạ. Hả? Nhưng mà em đâu có mua đâu. Ảnh mua mà. Ồ, em thấy chị đi với anh đó mà. Nhưng mà Đợi xíu nha. Anh ơi, chị kêu anh gì á? À, chị đó kêu anh gì kìa. Rồi, có gì anh gọi lại sao nha. Đi, mình đi em. Dạ anh ơi, anh chưa tính tiền ạ. Chưa tính tiền. Của anh bao nhiêu? Dạ 379 ngàn. Chưa tính tiền đúng không? Nãy em định trả tiền rồi, mà em sợ em trả tiền á bị anh la, cho nên em để lại. Có nhiều đâu để em trả cho. Em trả luôn. Có sao đâu. 379 ngàn lần á. 379 ngàn. Có nhiều đâu, nhại hoài để em trả cho. Em trả luôn. Dạ, trời. Vậy em trả đi. Hả? Em trả đi. Em trả cho. Nhại hoài. Em trả nha. Ừ. Để em trả. Alo Diệu Hiền hả? Trời, sao bà gọi tôi hoài vậy? Gọi hoài hả? Đến gọi mà. Nhỏ ơi. Diệu Hiền, ok, tôi biết rồi, vậy nha. Ủa? Đợi em xíu nha, em vô em tính tiền cho. Thôi, không cần đâu. Tôi tính hết rồi. Ủa? Chuyện nhỏ mà. Anh này, kỳ thiệt á. Sao tính vậy? Em đã nói là để em trả mà. Hôm nay hả, anh nào là dẫn em đi ăn cua nè, rồi dẫn em đi uống nước, xong rồi còn đi ăn kem nữa. Giờ ít nhất cũng phải cho em trả bao lại anh cái gì chứ. Vậy anh trả tiền cái này là lỗi của anh luôn á hả? Thôi được rồi, coi như anh có lỗi, anh xin lỗi đi. Mốt để em trả nha. Thôi mình về nha. Em gửi anh. Dạ 10 ngàn anh. Nhiêu tiền anh? Dạ 10 ngàn. Dạ. Khoan đã. Em cấm anh. Em cấm anh tuyệt đối không được trả cái chầu này. Phải để cho em trả. Chị ơi. Bởi vì sáng giờ anh đã bao em rất là nhiều rồi. Phải ít nhất là phải để cho em trả cái chầu này cho anh chứ. Anh đừng có ngại chuyện tiền bạc. Đối với em á, 10 ngàn không có bao nhiêu hết trơn á. Anh 10 ngàn đúng không anh? Để em xíu nha. Để em trả. Anh biết rồi. Em trả thì cũng được. Nhưng mà từ từ nói, đừng có làm anh hết hồn.
Dạ phong cách của em nó vậy á. Để xíu anh, để xíu nha anh. Phong cách lạ ha. 10 ngàn. Ờ, anh 10 ngàn có 10 ngàn. Tuy nó lẻ thôi nhưng mà nó đủ 10 ngàn nè anh. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh nha. Anh này kỳ thiệt á. Đã nói là phải để cho em trả cho anh cái gì đó. Chứ để cả ngày anh bao em rất là ngại. Đừng có ngại chuyện tiền bạc với em. Em đừng có suy nghĩ gì chuyện tiền bạc á. Nè, đợi nó vô. Bây giờ mình đi ăn khuya nha. Hả? Ăn nữa hả? Ừ. Ờ à, Em nghĩ là em còn no quá. Từ hồi sáng là ăn quá trời luôn. Kiểu bụng mình nó còn đầy, nó chưa có xuống được á. Ăn vô chắc là không có vô được đâu. Thôi mình đừng có đi ăn nữa ha. Thôi đi ăn khuya đi. Mà em nè, mai mốt có chuyện gì á phản ứng nhẹ nhẹ lại nha. Đừng làm anh sợ anh hết hồn. Dạ. À, mà thật ra á, từ chiều giờ đi chơi anh để ý em dữ lắm luôn á. Anh để ý cái cách của em mà chi tiêu tiền bạc này nọ á. Anh rất thích, anh thèm có một người bạn gái như em á, chi tiêu tiền bạc nó chi ly rõ ràng lắm kìa. Nè, anh đang nói cái gì vậy hả? Ý của anh như vậy là anh muốn sỉ nhục tôi đúng không? Không là ý anh nói là tôi keo kiệt với anh quá chứ gì? Không có nghĩa là anh nói là từ sáng giờ anh bao cho tôi quá trời, ăn hết cái này uống cái nọ mà tôi chỉ trả cho anh có 10 ngàn thì giữ xe đó đúng không? Tôi cảm thấy là bị xúc phạm thực sự. Anh buồn cười đó hả? Đó. Anh đang khinh bỉ tôi đúng không? Nè, nụ cười này là nụ cười mỉa mai nè. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng tôi nha, chứ đừng có mà mỉa mai tôi vậy nha. Tôi không chấp nhận được một người bạn giống như anh. Coi như là mình chấm dứt, mình kết thúc đi. Cái gì vậy kêu chi? Suy nghĩ đơn giản thôi. Thật ra anh không có ý gì hết, không có nghĩ gì tiền bạc này nọ. Còn cái mà cười, cái này là cái phong cách của anh. Anh nói là anh rất thích, anh rất thích một cô gái như em rồi đó, chi ly tiền bạc anh thích lắm. Có gì vui mà anh cười? Vui gì mà cười? Cái phong cách của anh hay cười như vậy chứ không có gì hết. Tôi cảm thấy là rất vô duyên nha. Tôi không thể nào chấp nhận một người bạn như vậy, một người bạn mà khinh thường bạn của mình, mà ý là nghĩ xấu bạn của mình, là người keo kiệt bụng xỉn rồi còn cười trước mặt bạn mình nữa. Tôi không chấp nhận được. Nè, trả nó bảo hiểm, coi như là tụi mình chấm dứt từ đây. Tôi cấm anh không có được gọi điện, không có được nhắn tin cho tôi, cấm tuyệt đối nghe chưa? Chi anh xin lỗi, coi như là anh sẽ sửa cái phong cách cười của anh lại. Nhưng mà đây nè, coi như là anh có lỗi với anh đi, cho anh mời em đi ăn khuya nha. Đi. Tôi cấm. Tôi không cần. Nè nha, hồi nãy giờ tôi đang suy nghĩ. Tôi suy nghĩ để tôi định mời anh một bữa ăn thật là hoành tráng. Không bù đắp lại cho từ sáng tới giờ anh đã mời tôi ăn quá trời luôn. Nhưng mà tới bây giờ sức chịu đựng của tôi hết nổi rồi. Tôi không cần nữa. Bye bye, đừng hẹn gặp lại nha. Kim Chi, cho anh chở em về nha. Kim Chi. Tôi nói gì đâu giận trời. Khó hiểu. Ê, Kim Chi. Cà phê nè. Ê, Kim Chi. Cà phê, hả? Không rảnh. Vậy khi nào rảnh đi coi phim nha. Nha. Tôi không có đi coi phim với lại mấy người tôi không có quen. Ê. Trời ơi, đây có phải là Kim Chi người tôi yêu không ta? Cái gì mà dễ giận quá à, đã vậy còn giận dai nữa. Buông ra. Không buồn. Trời ơi. Ôi mà. Anh Khanh. Hả? Anh Tuấn đạo diễn kêu kìa. À, tôi biết rồi, tôi vô liền. Nè, tôi chưa chịu buông tha cho cô đâu đó. Ai gọi nữa đây? Alo, tôi nghe nè Ngọc. Có chuyện gì vậy? Hả? Bà muốn trả tôi cái tiền mà bà mượn của tôi hả? Hồi nào? Cái gì? 1,5 triệu lận hả? Nhớ chứ. Hồi năm ngoái gì nhớ mà. Sao? Giờ tôi qua bà tôi lấy liền hả? Để tôi chạy qua công ty bà liền nha. Nửa tiếng nữa bà phải đi rồi hả? Để tôi mượn xe qua chạy qua bên chỗ bà liền. Nha. Tôi qua liền. Đúng là ông trời không bao giờ chuyện đường sống của ai hết trơn á. Tự nhiên có tiền từ trên trời rơi xuống. Mượn xe của ai bây giờ ta?
Anh gì? Cho em mượn xe máy của anh, em đi một chuyện xíu được không? Tôi đi xe buýt bà nội. Xe buýt cũng giống như mình. Kim Chi. Anh Khanh. Ủa, có chuyện gì vui vậy? Cho em mượn xe máy của anh xíu đi. Em đi công chuyện bên quận 7 xong rồi em về liền. Đi. Mượn xe máy thôi hả? Ừ. À, cái gì mà giúp được Kim Chi á, anh sẵn sàng à. Nè, ê, nhưng mà nè, đi cẩn thận nha. Tài sản trước hôn nhân của anh á, gia tài của mẹ để lại cho anh á. Em biết rồi. Nhưng mà nè, xong á, nhớ đi cà phê Mỹ Tươi nha. Dạ, em biết rồi. Ừ. Em đi nha. Mời chị đi coi phim, có chừng không chắc nha anh. Ê. Mất mặt quá. Đáng lẽ họ mình phải đợi nó mang qua cho mình. Đằng này mới được nghe nói họ đã nhào nhào chạy qua lấy rồi. Quê quá. Phải tốt tác lại chút. Mất công đó họ, nó sẽ nói là mình tàn quá. Tại vì em á, mà chiếc xe của anh mới ra nông nổi như vậy. Em thành thật xin lỗi anh nha. Ê, bị đòn bây giờ. Xin lỗi cái gì không biết. Chuyện chiếc xe bỏ qua một bên đi. Quan trọng là em nè, em có sao không? Dạ em không có sao hết trơn á. Chỉ có cái chiếc xe là nó có sao thôi. À, chiếc xe chắc chắn là có sao rồi. Dạ. Xe của anh nhìn còn không ra mà. Nhưng mà nãy nói rồi, cái chuyện chiếc xe bỏ qua một bên đi. Còn em á, lo là lo cho em kìa. Coi không được á, đi chụp hình chụp CT đi em. Được trả có 1,5 triệu à, mà thiếu tiền xe tới 5 triệu luôn. Bán hết cái đống quần áo này chứ cũng không ai thèm mua đâu. Sao mình không còn gì quý giá vậy ta? Chào em mua gì vậy? Dạ em chị coi giùm em, nếu bán á thì bán được bao nhiêu hả chị? Hồi đó em mua mắc lắm á. Ờ, cái này nhẫn cưới mà em muốn bán thật à. Để đi xem rồi kiểm tra, rồi nếu được thì chị báo giá em nha. Dạ. Cái gì đấy? Là tiền mà em nợ anh á. Cái tiền mà em làm hư chiếc xe của anh á. Ê, mệt quá à. Anh nói rồi, không cần cái cách sáo với anh đâu, cất đi nha. Dạ không phải. Tại vì tính em á, cái nào ra cái đó. Nợ á, là phải trả. Với lại huống hồ gì em cũng làm hư chiếc xe của anh rồi. Thôi, đừng có nghĩ gì nhiều á, cất đi. Nè, bỏ vô đó lại, cất đi nha. Anh không nhận, thiệt tình là em ngại lắm. Anh nhận giùm em đi. Em á nha, lúc nào cũng vậy hết. Thế
Này, của Kim Chi, Kim Chi cứ giữ lấy nha. Dạ thôi, trời, cái này là em đưa anh rồi á, thì anh đừng có ngại, anh cứ nhận lấy đi, cái này là tấm lòng của em. Trời, em á, tính đâu ra rõ ràng á, mình nợ là mình phải trả cho người ta liền chứ. Nợ là phải trả. Dạ. Tất cả những tấm lòng của Kim Chi nằm trong này hết luôn. Dạ. Vui. Dạ vui. Vui không? Dạ vui lắm. Vui chỗ nào? 5 triệu bạc của người ta chỉ ghi dõn vẹn trong một tờ giấy, vui chỗ nào? Dạ, thì vui ở cái chỗ mà từ 5 triệu em biến thành tờ giấy đó. Hài hước rồi. Dạ. Tôi Trần Kim Chi xin hứa sẽ trả số tiền 5 triệu đồng cho anh Bạch Công Khanh trong vòng 2 tháng rưỡi. Dạ. Biến tên Kim Chi. Dạ. Vui. Dạ. Tôi không tin luôn á. Dạ, em cũng đâu có tin đâu. Cái chuyện vậy mà cô cũng nghĩ ra được nữa. Dạ, em cũng không nghĩ là mình nghĩ ra được mà. Trời, anh nhận đi, anh cứ nhận nó đi. Cái tờ giấy này là nó giống như là mấy tờ giấy nợ vậy đó, nó cũng có giá trị pháp lý đó. Cho nên anh cứ giữ. Nãy giờ giỡn thôi, bây giờ nghiêm túc nè. Dạ. Tôi nói là cô cứ giữ lấy. Tại vì cô nghĩ con người tôi làm sao? Tôi đâu phải là một kẻ keo kiệt đâu. Không có cần phải làm vậy với tôi nha. Dạ, nhưng mà không có được. Tại vì tính em á là mình nợ là mình phải trả, phải đâu đó rõ ràng chứ. Họ em thiếu anh mà em không trả là người ta coi em sao được. Cho nên anh cứ nhận lấy giùm em nha, coi như là em nợ anh ha. Cái này là cô muốn á nha. Dạ. Đấy, giờ về. Dạ. Từ bây giờ trở về sau cô sẽ là con nợ của tôi. Dạ. Tôi là chủ nợ của cô. Dạ. Tôi nói gì cô có nghe hết. Dạ. Vui. Cái này vui nè. Dạ.